đứng đầu bảng. Cách đây một tuần trong trận đấu gần nhất khi làm khách trên sân Cần Thơ Catfish thì Hồ Chí Minh CDQ đã có một trận đấu bùng nổ với nhiều cột mốc kỷ lục mới được thiết lập ở mùa giải năm nay, khi trở thành đội bóng đầu tiên ghi trên 100 điểm với chiến thắng 104-84. Trong khi đó thì hậu vệ Thomas Devon cũng đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng với triple double 46 điểm, 16 rebound và một kiến tạo. Còn với ông 30 thì họ đang sở hữu chuỗi 6 trận thắng liên tiếp và với phong độ cực kỳ ổn định nhờ lực lượng đồng đều cũng như là với có nhiều cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện trận đấu và tỏa sáng đúng lúc. Vậy đội bóng nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay? Trước khi đến với diễn biến của trận đấu, xin mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ bình luận viên Đức Phát và Thanh Hiệp. Sơ bộ của biên tập viên Tú Văn trước trận đấu. Kính thưa quý vị, đây là trận đấu mang tính quyết định đến ngôi đầu bảng và cũng là trận derby đầy duyên nợ giữa hai đội bóng của thành phố Hồ Chí Minh. Nên là như chúng ta đã thấy, sức nóng ở các khán đài đã chật kín khán giả của nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Và chắc chắn đây sẽ là một nguồn sức mạnh tinh thần mà các cổ động viên sẽ dành cho đội chủ nhà CityWin trong cuộc tiếp đón ông 30. Không những vậy, xét về mặt lực lượng thì trong tay của ông Eric Olsen cũng có nhiều quân bài chiến lược không hề thua kém người đồng nghiệp Matt Van Bell như Vincent Nguyễn, Thomas Devon hay trung phong Marcel Taylor. Còn về lối chơi thì CityWin là một tập thể kỷ luật, phòng thủ chặt chẽ, phối hợp tốt giữa các vị trí trên sân và đạt tỷ lệ field goal trên 40%. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đức Phát. CityWin đang là đội bóng có phong độ tốt nhất giải, nhưng Sài Gòn Heat cũng không hề kém cạnh với chiều sâu đội hình, dàn đội binh chất lượng và đặc biệt là vừa có sự bổ sung quan trọng khi Khoa Trần thay thế cho William Trần. Bởi khi có Mr. Wiggle trên sân thì Heat càng nguy hiểm hơn trong việc triển khai tấn công nhanh và thực hiện lối chơi ugly shot, bởi anh là một hậu vệ có khả năng đột phá và rất lợi hại với những pha bắn rổ từ ngoài vòng cung 3 điểm. Sự có mặt của Khoa Trần cũng phần nào lấp đầy những khoảng trống khi Heat thiếu vắng Kim Bảng, Kim Ji-soo và Nguyễn Phúc Vinh đang giao đấu cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại giải 3-3 châu Á diễn ra ở Malaysia. Chắc chắn trận đấu này sẽ có những cuộc đối đầu rất là thú vị và được mọi người mong chờ. Ở vòng ngoài là cuộc so tài giữa Vincent Nguyễn và Khoa Trần hay Thomas Devon cạnh tranh với Marius Gibbs. Đặc biệt là cuộc đối đầu giữa hai trung phong Bryson Taylor và Alonso Stanford ở khu vực 3 giây. Tỷ lệ field goal của Taylor là 40,3% so với tỷ lệ của Stanford là 49,3%. Một trong những lợi thế của Stanford là anh không mất quá nhiều sức trong những cái pha defensive rebound nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của Timwell, nên càng trở nên lợi hại hơn ở những cái tình huống offensive rebound và tận dụng second chance khi đội nhà tấn công. Nhưng ở vòng ngoài thì CityWin có phần nhỉnh hơn với bộ đôi Vincent Nguyễn, và đặc biệt là Thomas Devon đang tỏ ra rất lợi hại và nguy hiểm ở những cái tình huống đột phá ghi điểm cận bảng. Một trong những yếu tố giúp cho CityWin và Heat giành 6 trận thắng liên tiếp là cả hai đội đều có lối đánh nhanh, nhiều bài tấn công đa dạng, hiệu suất ghi điểm rất cao. CityWin đang dẫn đầu với chỉ số ghi điểm trung bình là 84 điểm mỗi trận và là đội đầu tiên mùa này ghi hơn 100 điểm trong chiến thắng trước Cần Thơ Catfish cách đây một tuần. Trước một Sài Gòn Heat có dàn cầu thủ to cao, thủ hàng trong hiệu quả như Phú Vinh, Timwell, Alonso Stanford thì các học trò của ông Eric Olsen cần phát huy lối chơi drive and kick và tăng cường những pha ghi điểm từ ngoài vòng bán nguyệt của Vincent Nguyễn và Thomas Devon. Tôi cũng đồng ý với anh Thành Hiệp khi cho rằng Sài Gòn Heat có ưu thế ở hàng trong, đặc biệt là khả năng phòng thủ rất hiệu quả của Timwell. Sự tiến bộ toàn diện của Timwell, đặc biệt là sự cải thiện về hiệu suất ghi điểm của Tim, đã giúp cho ông Matt Van Bell có nhiều lựa chọn trong việc triển khai lối chơi của ông 30. Tấn công nhanh và bắn rổ ở 1/3 thời gian shot clock sẽ là lối chơi chủ đạo của Sài Gòn Heat ở trận đấu này. Song đội khách phải cải thiện hiệu suất ghi điểm ở những tình huống second chance. Bên cạnh đó, các hậu vệ của Heat phải cơ động hơn trong việc hạn chế những pha bắn rổ từ xa của các xạ thủ đội nhà như là Vincent Nguyễn hay Thomas Devon, kể cả Ngọc Tú và Bryson Taylor khi một khi bị đẩy ra ngoài. Cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này để giành ngôi đầu bảng và có lợi thế ở vòng playoff. Cả hai đội đều đang có phong độ rất cao, có những nhân tố có thể xoay chuyển thế trận và dàn dự bị chất lượng. Cả hai huấn luyện viên hai đội đều rất nhạy bén trong việc đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật trong từng thời điểm nhất định. Hứa hẹn một trận đấu, một trận derby nóng bỏng. Tôi là bình luận viên Thanh Hiệp cùng bình luận viên Đức Phát sẽ đồng hành cùng khán giả ở trận đấu ngày hôm nay.
dõi chương trình truyền hình trực tiếp và bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA mùa thứ bảy 2022 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Chương trình đang được trực tiếp trên kênh HTV Thể thao và ứng dụng HTVC. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ có mặt tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị theo dõi game đấu thứ 28 giữa Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat. Đây là trận derby nóng bỏng mang tính chất quyết định đến ngôi đầu bảng trong cuộc đua cạnh tranh tấm vé tham dự vòng playoff. Hiện tại thì cả Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat đều có 6 chiến thắng và chỉ mới phải đón nhận một thất bại. Nhưng ông 30 đang đứng đầu bảng nhờ nhỉn hơn anh hai đại bàng vì chỉ số phụ. Cách đây một tuần trong trận đấu làm khách trên sân Cần Thơ Catfish thì Hồ Chí Minh City Wings đã có một trận đấu cực kỳ bùng nổ khi thiết lập nhiều cột mốc kỷ lục mới ở mùa giải năm nay khi trở thành đội bóng đầu tiên ghi nhiều hơn 100 điểm với chiến thắng 104 và 84. Bên cạnh đó thì hậu vệ Thomas Devon cũng đã có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng với cú triple double 46 điểm, 16 rebound và 10 kiến tạo. Còn với Sài Gòn Heat thì ông 30 cũng đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp với phong độ cực kỳ ổn định nhờ lực lượng đồng đều và nhiều cầu thủ có thể tỏa sáng đúng lúc để xoay chuyển cục diện trận đấu. Vậy hôm nay thì đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Trước khi đến với diễn biến của trận đấu thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng gặp gỡ bình luận viên Đức Phát và Thanh Hiệp để lắng nghe những phân tích chuyên môn. Phòng Bison Taylor. Còn về lối chơi thì City Wing là một tập thể kỷ luật, phòng thủ chặt chẽ, phối hợp tốt giữa các vị trí trên sân và đạt tỷ lệ field goal trên 40%. Tôi cũng đồng ý với anh Đức Phát, những thông số đang chỉ ra rằng Hồ Chí Minh City Wing là một trong những đội bóng có phong độ ổn định nhất tại BBA thời điểm hiện tại. Nhưng cũng đừng quên đối thủ của họ ngày hôm nay, Sài Gòn Heat, là một đội bóng có chiều sâu đội hình. Bên cạnh đó thì họ sở hữu một dàn đội binh chất lượng và mới đây là một sự bổ sung quan trọng khi mà Khoa Trần thay thế cho William Trần. Khi mà Mr. Quigo xuất hiện ở trên sân thì Heat càng tỏ ra nguy hiểm hơn trong việc triển khai bóng tấn công nhanh và thực hiện lối chơi early shot, tung ra những cú ném ở trong khoảng thời gian những giây đầu của đợt lên bóng. Với anh là một hậu vệ có khả năng đột phá và rất lợi hại ở trong việc tung ra những cú ném bên ngoài vòng bán nguyệt tìm kiếm 3 điểm. Sự có mặt của Khoa Trần cũng phần nào khỏa lấp đi khoảng trống mà các cầu thủ trẻ quan trọng như là Kim Bảng, như là Kim Chi-su hay là Phúc Vinh để lại khi các cầu thủ này được gọi triệu tập vào đội tuyển U23 3 đấu 3 đang thi đấu ở Malaysia. Chắc chắn ở trận đấu này thì sẽ có những cuộc đối đầu rất là thú vị và được nhiều người mong chờ. Ở vòng ngoài sẽ là cuộc so tài giữa Vincent Nguyễn và Khoa Trần nếu như anh được vào sân thi đấu, hay Thomas Devon cạnh tranh với Marius Gibbs, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa hai trung phong Bryson Taylor và Alonzo Stanford ở khu vực 3 giây. Tỷ lệ field goal của Taylor là 40,3% so với của Stanford là 49,3%. Một trong những lợi thế của Stanford là anh không mất quá nhiều sức trong những cái pha defensive rebound nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của Chimwell, nên càng trở nên lợi hại hơn ở những cái tình huống offensive rebound và tận dụng second chance khi đội nhà tấn công. Nhưng ở vòng ngoài thì City Wing có phần nhỉnh hơn với bộ đôi Vincent Nguyễn và đặc biệt là Thomas Devon, cầu thủ tỏ ra rất là nguy hiểm ở những cái tình huống đột phá ghi điểm cận bản. Vâng, và một trong những yếu tố đang giúp cho Sài Gòn Heat lẫn đội chủ nhà trận đấu ngày hôm nay, Hồ Chí Minh City Wing đang có cho mình 6 chiến thắng, đó là việc họ có lối đánh nhanh, mảng nghiến tấn công đa dạng và có hiệu suất ghi điểm rất cao. City Wing đang dẫn đầu chỉ số ghi điểm với trung bình 84 điểm mỗi trận và họ cũng là đội bóng đầu tiên ở mùa giải năm nay chạm cột mốc ghi hơn 100 điểm trong một trận đấu sau khi đã đánh bại Cần Thơ Catfish ở trận đấu cuối tuần qua. Trước một Sài Gòn Heat có dàn cầu thủ cao to, hàng trong hiệu quả như là Phú Vinh, Timwell, Alonzo, Stafford thì các học trò huấn luyện viên Eric Olsen cần phát huy tối đa lối chơi try and kick và tăng cường khả năng ghi điểm từ vòng ngoài của Vincent Nguyễn và Thomas Devon. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với anh Thanh Hiệp khi cho rằng Sài Gòn Heat có nhiều ưu thế ở hàng trong, đặc biệt là khả năng phòng thủ rất hiệu quả của Timwell. Sự tiến bộ của Timwell, đặc biệt là cải thiện về hiệu suất ghi điểm của team để giúp cho ông Matt Van Bell có nhiều lựa chọn trong việc triển khai lối chơi của ông 30. Tấn công nhanh và bắn rổ ở 1/3 thời gian shot clock sẽ là lối chơi chủ đạo của Sài Gòn Heat ở trận đấu này. Song đội khách cần phải cải thiện hiệu suất ghi điểm ở trên tình huống second chance. Bên cạnh đó, các hậu vệ của Heat phải cơ động hơn trong việc hạn chế những pha bắn rổ từ xa của các xạ thủ của đội chủ nhà như là Vincent Nguyễn, Thomas Devon.
thậm chí là Ngọc Tú và Basin Taylor cũng tỏ ra rất là lợi hại mỗi khi bị đẩy ra ngoài. Vâng, và một chiến thắng ngày hôm nay sẽ mang về ngôi đầu bảng cũng như lợi thế cho vòng play-off cho bất kỳ đội nào giành chiến thắng trên sân Hồ Xuân Hương ngày hôm nay. Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings đều là những đội bóng đang có được phong độ cao, có những con người biết tạo ra sự khác biệt và vàng còn hữu dụng về chất lượng. Chừng đó yếu tố là tôi nghĩ cũng đã đủ cho một trận derby Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Và không để quý vị chờ lâu nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những diễn biến của trận đấu cùng với anh Đức Phát và tôi, vận động viên Thanh Niệm. Marco Chien. Number 3, Vincent Nguyễn. Number 7, Nguyễn Huynh Hải. Number 13, Deshaun Tyler Passion. Number 14, Lê Ngọc Tú. Number 15, Lê Trần Đức Huynh. Number 20, Tân Hải Đăng. Number 23, Vũ Đoàn Minh Phương. Number 33, Cao Đắc Luân. Number 91, Nguyễn Thanh Phát. Number 98, Trần Văn Trung. Huấn luyện viên của đội Hồ Chí Minh City Wings, Mr. Eric Olsen and Mr. Huỳnh Phước Vinh. Tổ trọng tài của trận đấu ngày hôm nay, Mr. Dominic Thomas, Mr. Lê Phạm Trung Kiên, Mr. Triệu Chí Thành. Và ngay lúc này xin mời tất cả các bạn cùng đứng lên, chúng ta cùng làm lễ chào cờ. Everyone, please rise for the national anthem. Quốc ca. Xin mời hai đội bắt tay. Two team please shake hands. Bây giờ mới tất cả phần đoạn. Xin mời hai đội thi đấu. Cảm ơn luôn. Cảm ơn chúng mình. Các bạn cổ động viên của City Wings ơi! Xin mời hai đội bắt tay. Xin mời hai đội bắt tay. Đứng đầu vào xếp hạng. Xin mời chúng mình xin mời hai đội bắt tay. Thứ hai. Thu hiệu số đối đầu với Sài Gòn Heat. Trước và đây là đội hình ra sân của Hồ Chí Minh City Wings. Trong Thomas, Marco Chí Anh, Hoàng Vinh, Vincent Parson và Nguyễn Văn Trung. Vẫn chưa thấy được hình ảnh của Vincent Nguyễn. Đây là đội hình ra sân của đội bóng khách chúng ta còn hit Malagos, Gibbs, Jun Minh An, Phú Vinh, Stafford và Tinger. Đội hình của Sao còn hit có những cầu thủ như Kim Bảng hay là Phúc Vinh đang phục vụ nhiệm vụ quốc gia tại giải đấu 3-3 được tổ chức tại Malaysia. Ngày hôm nay nếu như đội Nga có chiến thắng thì họ sẽ có được thành tích và vào tới tòa. Bất kỳ một khán giả nào của NBA cũng muốn mong chờ theo dõi về huấn luyện Mark Van Pelt. Có rất nhiều lối chơi cũng như là cách tạo dựng bóng đánh hiệu quả dành cho bóng của mình, chứng minh chính là chuỗi thắng liên tiếp và cũng
việc Trà Cò Huyết có trung bình nhiều điểm số nhất video 84 điểm một trận. Trong đội hình của Trà Cò Huyết cũng có sự phục vụ của Hoa Trần, bởi vì Hoa Trần không được có thể có được vị trí đầu bảng xếp hạng cụ thể hơn. Trận đấu của chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Bóng của Sài Gòn Hit còn rất mạnh mẽ của đàn trời rất quen thuộc của Sài Gòn Hit, tạo điều kiện cho Hit sử dụng yếu tố thể hình trong trận đấu khá nhanh đến từ các cầu thủ Hồ Chí Minh Sea Games, có điểm thành công dành cho đội bóng chủ nhà. Đây là có tình huống ném vừa rồi, đó là Chí Anh phá của Stafford quá mạnh mẽ, như vậy thì Stafford lại nên rổ ra ngoài. Mason Carson có sơ cơ nhận được sự hỗ trợ của Dương Minh An trong tay của Gibbs. Đột phá đến từ Gibbs rất khỏe. Gibbs có một phần thân trên cũng như là khả năng kiểm soát cơ thể tuyệt vời, nên là tình huống ném 3 điểm đến từ Team Will. Đồng ý thì Will có sự tiến bộ, rất ít khi anh ném 3 điểm đến từ Chí Anh. Chúng ta xác định nó là tình huống phạm lỗi. Phạm lỗi của Chuck Thomas. Tiền của chiến binh Sydney đến từ tay đến Trần Văn Trùng và tình huống có end one dành cho Stafford, tốc độ rất nhanh và các cầu thủ Hồ Chí Minh Sydney chắc chắn đã có một chút sự giật mình, không ngờ tốc độ của Stafford lại nhanh đến như vậy, kèm với khả năng bật cao Stafford rất khó để có thể truy cản nếu như anh đã vào đà. Có thêm một pha ném phạt nữa dành cho Stafford, ném lệch ra ngoài. Cầu cho Thomas, gặp một cái face của cho Thomas, hiệu suất thì tuyệt vời, 46 điểm, một chút bộ đá bổn. Đúng như trong trận đấu đó, Thomas không thể bị theo kèm và ném 3 điểm tiếp theo của Chí Anh, nó vẫn đi ra ngoài. Văn Trùng cắt được bóng, đó là một cầu thủ đeo bám tốt của Trần Văn Trùng. Phần thủ ném 3 điểm rất tự tin, nhưng chỉ ném 3 điểm là một cầu thủ trắng đã quay trở về phòng ngự. Đầu giữa hai cầu thủ hậu vệ và hai đội tập vừa rồi thì cũng lên rổ, bị rổ đè đến từ Thomas và Darius Gibbs quá khỏe, từ là cách chơi quá quen thuộc của cầu thủ mặc áo số 1 Sài Gòn Hit, tấn công mạnh mẽ, sử dụng hình thể to con ở thân trên khiến cho các cầu thủ theo kèm thể rất đúng nhịp. 6 điểm cho đội bóng làm khách, 2 điểm của Mason Carson. Người nó chạy vào, chưa thể truyền, chuyền ra, Phú Vinh với con ném 3 điểm.
3 điểm của Phú Vinh. Tưởng chừng như là đã làm một ném đẹp. Những phút vừa qua, các cầu thủ của Chủ tịch Sư Vinh họ có một lông chuyển bóng đủ tốt. Lông chuyển bóng vào rổ vẫn chưa thể thay đổi chủ nhà. Yếu lực của Dyson Parson ném lệch tay và các cổ động viên của Sài Gòn Heat đương nhiên là cảm thấy ăn mừng rồi. Điều đó sẽ ảnh hưởng thật rất nhiều. Chúng đeo bám khá dắt, chuyền ra Dư Minh An với cú ném 3 điểm. Không có còn trọng tài của Sài Gòn Heat. Dư Minh An đang chờ thể tiếp tục một cú ném ngay quyết định đột phá. 3 điểm của Gibbs. Đó là một địa chỉ tốt mà Dư Minh An đã lựa chọn. Và khoảng cách gấp 4 lần cho đội bóng chủ nhà buộc huấn luyện viên Eric Olsen phải xin lỗi ý. Sài Gòn Heat chuẩn bị tốt hơn, xử lý biến số tốt hơn và hiện thực hóa với khoảng cách là 4, với khoảng cách là gấp 4 lần. Xa trở nên tốt hơn. Một phái từ Dyson Parson, một trí anh ném 3 điểm của Vincent Nguyễn. Ném 3 điểm vẫn chưa thành công của Vincent, nhưng bóng dường như đã chạm tay của Stafford. Stafford trong tình huống đó bật cao nhất, và đó chính là cơ sở cho việc trọng tài có thể thổi xác định bóng cho Hồ Chí Minh City Wings. Toàn bộ số vé của trận đấu ngày hôm nay đã được bán ra hết cách từ vài tuần trước, chứng minh được rằng sức hút rất lớn trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ cũng có điểm thứ 5 của Hồ Chí Minh City Wings. Tiếp tục là cái tên Stafford có điểm số thứ 14 cho Sài Gòn Heat. Công đến từ Văn Trung, đột phá của Văn Trung chuyển cho Parson, chạy cắt rất hay của Vincent Nguyễn và cũng như là phối hợp tốt đến từ bộ đôi Dyson Parson và Vincent. Một pha block, trọng tài đã cất tiếng còi. Và xác định đó là một lỗi đẩy của cầu thủ đến từ Hồ Chí Minh City Wings. Sẽ có hai pha ném phạt cho Stafford. Có lẽ trong tình huống đó đến từ lỗi của Vincent Nguyễn. Ném đầu tiên của Stafford Diabo. Hôm nay hai cầu thủ ngoại binh, đó là Dyson Parson cũng như là Stafford, đã có những tình huống ném Diabo rất khó tin với một hình thể lực lượng như vậy, họ lại có thể ném Ebo được. Nhưng cái này thứ hai thì không thể sai lầm nữa. Đây là 8 điểm cho đội bóng làm khách. Có thể thấy rằng không gian của Hồ Chí Minh City Wings
chưa đủ tốt so với khả năng di chuyển của các cầu thủ Dragon Heat. Nhưng đây là tình huống tấn công, tiếp tục là phối hợp hay của các cầu thủ Hồ Chí Minh Sea Wing, nhưng Vincent Parsons đến rổ đã hơi yếu một đôi phần để mất bóng của Dương Minh An. Bóng trong tay của một cầu thủ có khả năng tấn công và phản công nhanh bậc nhất VBA, Richard Thomas. Khi mà đã ở tốc độ trong tình huống phản công nhanh rồi, rất khó để có thể kèm cầu thủ mang áo số 0 của Hồ Chí Minh Sea Wings. Tấn công của Gibbs. Hai cầu thủ hậu vệ ngoại binh của cả hai đội đang trao đổi những tình huống tấn công đẹp mắt. Đá 3 điểm của Thomas đập ra ngoài. Ở trong tay của Gibbs, tốc độ trận đấu thực sự đang rất nhanh. Bóng chuyền ra Dư Minh An, không ai theo kèm, và không ai theo kèm đã tạo ra một cơ hội đủ lớn cho Dư Minh An. Khoảng cách 11 điểm dành cho đội bóng làm khách. Mình xem Nguyễn Quỳnh Hải, Vincent Parson có thể hop step. Đây là một tình huống tấn công có sự khó, và có vẻ như đã được công nhận điểm cho Dyson Parson, và sẽ có thêm một pha ném phạt nữa cho Hồ Chí Minh City Wings. Có lẽ sẽ chỉ là phát bóng cho Hồ Chí Minh City Wings. Những điểm vẫn được công nhận, và chúng ta nhìn thấy được hình ảnh của Khoa Trần, cầu thủ mà sẽ thay thế William Trần trong 14 ngày tiếp theo của Sài Gòn Heat. Với sự hiện diện của Khoa Trần thì lối chơi của Sài Gòn Heat sẽ thiên hướng đột phá, cũng như là chạy bài nhiều hơn, liên tiếp tình huống ném bị phạm lỗi của Richard Thomas. Người phạm lỗi với Richard Thomas đó là Dương Minh An. Trong đó Richard Thomas đã ra tay đủ nhanh, và cũng như cách ném của Richard Thomas thường có xu hướng tiến lên một đôi phần, điều đó sẽ khiến cho Richard Thomas có thể câu được lỗi. Ba pha ném phạt cho Richard Thomas. Tốt của Dyson Parson nhưng anh vẫn chưa thể tấn công được. Liên tiếp với những tình huống Dyson Parson bỏ lỡ cơ hội. Cầu thủ tốt của Vincent cho Khoa Trần đứng lộn xộn. Bóng trong tay của Richard Thomas. Eurostep từng truyền. Đó là tình huống phạm lỗi và có end one. Tốc độ quá nhanh đến từ Dyson Parson cũng như là Richard Thomas. Đây thực sự là một trận derby đầy mãn nhãn. Ngay hiệp thi đấu đầu tiên thôi, chúng ta đã nhìn thấy được rất nhiều tình huống có end one và cũng như là khả năng tấn công đầy tốc độ như thế này. Cả hai đội vẫn chứng tỏ vì sao họ hiện giờ đang đứng đầu bảng xếp hạng của VBA. Một lối chơi chắc chắn, và đã có lúc Hồ Chí Minh City Wings bị thua 11 điểm, bây giờ họ thua 5 điểm. Có cơ hội rút ngắn xuống thành con số 4 nếu như Dyson Parson thành công trong cú ném phạt này. Nhưng tình huống ném phạt chưa tốt của Dyson Parson. Phải đánh hòn dành cho Sài Gòn Heat. Sài Gòn Heat họ rất thích đánh hòn bởi vì họ có nhiều các cầu thủ có khả năng tạo ra được biến số. Đánh tập trung của Phú Vinh. Bật đi bà tốt đến từ Richard Thomas. Richard Thomas đang chờ. Tốc độ quá nhanh và cũng như là khả năng khéo léo. Vincent Nguyễn cũng đang chạy cắt vào trong. Vincent Parson chưa thể chuyển. 8 giây trong đợt tấn công này. Suýt chút nữa để bị mất bóng. Nhưng tình huống ném khó từ Thomas.
Davis với cú ném hơi vội, nhưng rebound được đến từ hãng hàng không Stafford. Và lỗi bởi cầu thủ mặc áo số 23 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh của Jamie cũng như là diễn viên Hồng Thanh cổ vũ trong trận đấu ngày hôm nay. Người vừa có tình huống phạm lỗi với Parson, với chính xác là Stafford, là Minh Phương, cầu thủ mang áo số 23. Số 23 thành công đến từ đầu tay của Stafford. Bây giờ Hồ Chí Minh City Wings họ đã phạm 4 đồng đội, bất kỳ một tình huống phạm lỗi tiếp theo nào Hồ Chí Minh City Wings sẽ đưa sang và hết lên vạch đánh phạt. Jason Parson chuyền ra một trận bóng rất nhanh của Hồ Chí Minh City Wings. Thủ tốt của Gibbs dành cho Minh Phương. Có thể đánh tấn công độc lập tan chiến từ Gibbs. Quá nhanh, cú thả rổ quá khéo. Đây chính là đặc sản mà Gibbs mang tới, một tốc độ khó đoán, một khả năng thả rổ rất khó cản. Có thể móc rổ từ Dyson Parson. Và trọng tài đã xác định là phạm luật 3 giây đến từ Dyson Parson, thủ tốt của bộ đôi hàng trong Sài Gòn Heat là Phú Vinh cũng như là Stafford. Một phút 28 giây là khoảng thời gian còn lại. Sáu quãng thời gian các cầu thủ Sài Gòn Heat lên được điểm số thứ 15, chưa lên thêm nhiều trong ba tình huống vừa qua. Ném đến từ Phú Vinh, nếu không cần nhảy, đang hiện giờ là 9 điểm. Sài Gòn Heat luôn ở trong trạng thái dẫn trước đầu trận đấu cho đến bây giờ. Giống như các cầu thủ của Sài Gòn Heat, họ không tập trung tới Lê Ngọc Tú trong tình huống vừa rồi. Giống như Lê Ngọc Tú đã chạy cắt toàn bộ điểm mù của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Giây chuyền ra ném khá vội đến từ Gibbs. Gibbs đã có những tình huống ném ba vội, có lẽ điều này còn hiểu quá nhiều bởi vì cầu thủ này hiện giờ vẫn đang ghi điểm nhiều nhất trong trận đấu ngày hôm nay với 11 điểm. Cú ném 3 điểm đến từ Lê Ngọc Tú, rõ ràng huấn luyện viên Eric Olsen ông đã có một sự đổi người hiệu quả. 5 điểm liên tiếp đến từ cầu thủ này. Cú chuyền ra 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Rõ ràng ngoài việc đối đầu ở trên sân thì hai huấn luyện viên đấu trí với nhau là điều dễ hiểu. Suýt chút nữa có alley-oop dành cho Stafford, nhưng anh vẫn xử lý được trái bóng và lên rổ thành công. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên 20-26, khoảng cách là 6 điểm cho đội bóng làm khách. Và thực sự đây là một trận đấu mãn nhãn cho các khán giả của BBA. Tốc độ quá nhanh, quá nhiều những tình huống hay và đẹp mắt.
đấu đầy tốc độ, đó là những gì mà cả hai đội bóng Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat đã thực hiện trong hiệp đấu đầu tiên. Và hiện giờ cầu thủ đang ghi điểm nhiều nhất cho đội bóng Sài Gòn Heat đó là Medavis Gibbs với 11 điểm, 62% tỷ lệ ghi điểm, và cùng với đó là 3 kiến tạo. Gibbs làm quá nhiều trong cách chơi. Cầu thủ này rất khỏe, đến cầu vai to nhưng khả năng kiểm soát cơ thể cũng tốt, đến cơ bụng chắc. Bình thường với một tình huống tấn công rất tự tin trước Stafford, thì Stafford lại là một cầu thủ có khả năng block rất là mạnh mẽ. Stafford theo kèm bởi Trí Anh. Tình huống alley-oop chính xác hơn, đó là một tình huống putback đăng. Putback đăng của Stafford, không ai bóc sao Stafford cả. Và khi Stafford đã cất cánh lên rồi, không thể cản lại được Stafford. Tình huống cuối hiệp thi đấu đầu tiên, chắc Thomas không thể hiện quá nhiều và trọng tài cũng xác định tình huống phạm lỗi. Lỗi đến từ Aaron Stafford. Nhưng trọng tài có lẽ đã xác định là cầu thủ mang áo số 23 của Sài Gòn Heat đã phạm lỗi đây. Hai tình huống phạt cho cầu thủ này. Tình huống ném vẫn chưa là thành công ở trên vạch ném phạt của Dyson Parson. Dyson Parson trong hiệp đấu đầu tiên anh có một pha ném phạt và anh đã trượt. Ba tình huống ném phạt trượt liên tiếp nhưng Minh Phương đã thu hồi lại được trái bóng. Sự thu hồi bóng cần thiết và hợp lý. Cần phải tấn công nhanh hơn, chỉ còn 4 giây nữa mà thôi. Vincent Parson đã không nhận ra được đồng hồ giây. Đó chính là lý do vì sao mà Sài Gòn Heat sẽ sở hữu bóng. Thì bắt được rebound, đồng hồ giây chỉ còn 14 giây, sẽ khiến cho đội bóng sở hữu được bóng và second chance. Phải tấn công nhanh hơn, còn set up dễ nữa. Gibbs đột phá tốc độ rất nhanh và một tình huống phối hợp rất quen thuộc thì Gibbs đột phá, Tim Will chờ sẵn nhưng Tim Will đã đến rổ trượt. Cho Thomas truyền đủ tốt cho Dyson Parson. Vincent Nguyễn với cú ném 3 điểm. Đây là cú ném 3 điểm đầu tiên của Vincent Nguyễn. Hồ Chí Minh City Wings thu ngắn khoảng cách xuống thành còn 3 điểm. Bóng chủ nhà có lẽ đã tìm được thấy nhịp một phần. Suýt chút nữa để bị mất bóng. Khoa Trần với cú ném 3 điểm. Cú ném 3 điểm trả ngược lại của Khoa Trần. Xin chào mừng quay trở lại VBA. Cách cả 6 điểm cho đội bóng làm khách. Chạy cắt tốt, Vincent Nguyễn chủ động cầu lỗi. Hai Việt Kiều của hai đội đang muốn lên tiếng nhiều hơn. Suýt chút nữa cắt được bóng đến từ Richard Thomas. Bóng vẫn còn trong tay của Gibbs. Quá nhanh, thực sự Gibbs giống như một đôi bàn chân gắn máy. Quá khó để có thể cản lại. Và Gibbs cho quá nhiều các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings hít khói trong ngày hôm nay. Ném đến từ Parson. Ngày hôm nay chưa phải là một ngày thi đấu quá tốt của Parson, trong khi bản thân Stafford cũng vừa có một tình huống tấn công cố gắng gửi theo một lời thách thức. Khi không có hai ngoại binh, các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings có thể tấn công ở dưới rổ, nhưng họ lại không tấn công dưới rổ mà họ lại ném ba. Còn trọng tài của Stafford, Eurostep thả rổ. Tiếp tục là những tình huống mà
Stafford muốn tận dụng lợi thế thể hình. Của Stafford thì anh cố gắng đẩy một cầu thủ. Minh City Wing và bắt được ghi bàn. Trong khi bên phía cầu thủ Sài Gòn Heat, Alonso Stafford đã có 11 điểm trong 12 phút thi đấu. Decent Parson với 12 phút thi đấu thì anh mới chỉ có 2 điểm và Parson tấn công được 8 lần, anh chỉ thành công 1 lần trong số 8 lần đó. Hồ Chí Minh City Wing cần nhiều hơn đến từ Parson. Parson muốn cầm bóng trong tình huống này. Richard Thomas. Đây là ngày hôm nay Richard Thomas và Gibbs được mong chờ rất nhiều khi cả hai cầu thủ này được đánh giá là có khả năng ghi điểm bậc nhất ở NBA. Và đây là tình huống bắt rebound hiệu quả của Thomas và có điểm sau tình huống second chance. Khoa Trần lên rổ, rõ ràng là Khoa Trần đóng góp khả năng tạo ra đột biến khá nhiều cho các cầu thủ Sài Gòn Heat khi Gibbs không lựa chọn đột phá. Thì Khoa Trần cũng là một mũi nhọn tấn công đầy tốc độ. Có vẻ như Khoa Trần đã có một chút dấu hiệu đau ở cổ chân. Quay trở lại trận đấu và để có thể dùng từ ngữ nào miêu tả trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là tốc độ dành cho hai đội bóng. Hai đội bóng này chơi được bản nhạc tốc độ vô cùng chóng mặt, để qua để lại liên tục, cắt bóng đến từ Lê Ngọc Tú và Gibbs đã chủ động che bóng. 2 giây trong đợt tấn công này dành cho đội bóng làm khách. Đánh hòn dành cho Sài Gòn Heat. Hòn rất hiệu quả với một cầu thủ có khả năng tạo ra sự đột biến như là Gibbs. Decent Parson muốn tấn công đến từ Decent Parson nhưng liên tiếp là những tình huống mà cầu thủ này chưa tìm tới địa chỉ, đó là rổ. Hoàng Tú ném 3 điểm. Hoàng Tú vừa mới vào sân mà thôi. Trọng tài xác định có lỗi. Có lẽ là lỗi của Decent Parson. Trong sân lại tình huống này, trước đó là một pha bật nhảy đủ tốt. Phạm lỗi của Decent Parson, trọng tài đã xác định là anh đánh tay với Stafford. Trong tình huống đột phá trước đó thì Decent Parson cũng chủ động đổi sang tay trái để mở góc lên rổ.
chính Vincent Parson cũng không thành công trong tình huống đó và đã mở ra một cơ hội ngược lại. Hai tình huống ném phạt đều thành công dành cho Stafford, khoảng cách là 8 điểm. Trong lúc này đây thì chắc Thomas cần phải thể hiện những ghi điểm, trong khi đồng đội của anh là Vincent Parson chưa có một cảm giác đủ hiệu quả. Móc rổ của Lê Ngọc Tú tiếp tục với những tình huống mà khả năng đọc vị trí chạy chỗ của Lê Ngọc Tú thể hiện, cộng thêm một kiến tạo cho Vincent Parson của ném 3 điểm của Khoa Trần. Đó là tình huống ném 3 điểm thành công thứ hai của Khoa Trần, 8 điểm cùng với số áo của cầu thủ này đã được thực hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Lê Ngọc Tú đang chờ ở cánh ngoài, ba cầu thủ của Sài Gòn Heat chặn với Chad Thomas lại. Với Chad Thomas hiểu rằng trước mặt anh là chỉ có Hoàng Tú nhỏ bé hơn, nên Thomas muốn tận dụng mismatch. Phú Vinh cũng đã quay trở lại sân. Phú Vinh vào sân sẽ tăng thêm khả năng bảo vệ rổ và hạn chế những bước tấn công vào lưới rổ của Dixon Parson. Khoa Trần cắt được bóng, chuyển ra Hoàng Tú với cú ném 3 điểm. Tình huống ném 3 điểm của Hoàng Tú đập ra ngoài, đã xác định tình huống phạm lỗi của Hoàng Tú. Chúng ta có thể thấy được tốc độ của trận đấu nhanh đến mức cameraman không thể lia máy theo kịp. Chúng ta vừa xem lại tình huống phạm lỗi của Hoàng Tú khi anh đã cản đường chạy, đường dẫn bóng của Dixon Parsons. Sẽ có hai pha ném phạt dành cho Dixon Parsons. Trước đó thì Dixon Parsons cũng đã trượt toàn bộ số ném phạt mà anh có. Dixon Parsons đã lên một ném phạt từ đầu trận đấu đến bây giờ là 3 lần. Ném phạt thành công đầu tiên, điểm số thứ 3 của cầu thủ này trong trận đấu ngày hôm nay. Dixon Parsons có trung bình là 24 điểm. Một cầu thủ này cũng là một trong những người từ top đầu ghi điểm nhiều nhất tại NBA. Một cầu thủ ghi điểm tốt hơn trong màu áo của Chelsea City đó là Richard Thomas, giải đang đứng thứ 2 NBA với tỷ lệ ghi điểm trung bình là 27 điểm một trận. Khoa Trần đột phá rất nhanh từ Khoa Trần, nhưng lại là những lộn xộn, bóng vẫn còn trong tay của Sài Gòn Heat. Tuy nhiên trọng tài xác định ngược lại là có bóng cho Hồ Chí Minh City Wings. Stafford lập bập nhưng lại đi vào rổ, trong khi Dixon Parsons rất nỗ lực để có thể truy cản. Nếu như để nói rằng đội bóng nào có thể chặn được chuỗi thắng Sài Gòn Heat chỉ có thể là Hồ Chí Minh City Wings mà thôi, không còn đội bóng nào khác nữa. Cú ném yếu đến từ Dixon Parsons ngày hôm nay là một ngày thi đấu thực sự tệ của cầu thủ này. Tiếp tục với những tình huống tấn công, kiểm soát cơ thể ở thắng điểm thứ 11/10 dành cho Gibbs. Để tập trung một cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Gibbs rất nhanh, những tình huống thủ tốt của Richard Thomas ở trong tay của Parson. Crossover chuyền tốt, Chí Anh muốn thả rổ nhưng
Chí Anh lại không thể vượt qua được sải tay dài 2m của Nguyễn Huỳnh Phú Bình. Jason Parson đã thực hiện 12 lần tấn công nhưng anh chỉ mới thành công có 1 lần. Nguyễn Huỳnh Phú Bình với cú ném 3 điểm chưa thể truyền từ nhà đến trường. Nhưng đây là tình huống đánh phản công hay ngược lại của Hồ Chí Minh City Wings, và có điểm thành công dành cho Hải Đăng. Tận dụng tốt cơ hội mà các cầu thủ Sài Gòn Heat chưa kịp chạy về, Hồ Chí Minh City Wings đã có một tình huống đánh phản công nhanh tốt, và buộc cho huấn luyện viên Matt Van Pelt phải xin hội ý. Khoảng cách là 9 điểm cho Sài Gòn Heat. Trong tổng số 44 điểm của Sài Gòn Heat ghi được thì bộ đôi Madarius Gibbs và Stafford đã có 30 điểm. Khoa Trần xuất phát từ hàng ghế dự bị đã có 8 điểm với 3/4 tình huống tấn công thành công. Khoa Trần tưởng chừng như sẽ hơi bị ngợp sau khi quay trở lại đấu trường VBA. Anh cũng đã có một chút đóng góp đủ tốt trên phương diện ghi điểm, cũng như anh đã chơi được 12 phút 21 giây. Còn bên phía của Hồ Chí Minh City Wings, thấy được Eric Olsen đã cần phải làm điều gì đó để giúp cho Jason Parson tìm lại được sự tự tin. Jason Parson đang quá lạc lõng trong một trận đấu mà cầu thủ ngoại binh này phải làm nhiều hơn, thay vì chỉ có 4 điểm trong 18 phút thi đấu. 1 phút 30 giây là thời gian còn lại. 3 điểm của Nguyễn Đình Phú Vinh. Liên tiếp là những tình huống mà Phú Vinh chọn cự ly 3 điểm. Và xác định tình huống phạm lỗi, lỗi của Sài Gòn Heat, và cũng như là họ biết rằng đội bóng của họ mới chỉ phạm 3 lỗi đồng đội, và phạm thêm một lỗi nữa với Jason Parson không phải là vấn đề, khi cầu thủ này vẫn đang ở trên đà dẫn bóng, chưa có động tác cầm bóng và ghi điểm. Sẽ là phát bóng cho Richard Thomas. Chí Anh thủ ném 3 điểm. Liên tiếp là những tình huống chưa có điểm của Chí Anh, nhưng đây là tình huống chạy vào, bắt rebound, có second chance, cộng thêm cả một offensive rebound cho cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings. Stafford có thể ném 3 điểm, không ai theo kèm Stafford cả. Phản công nhanh, chút giật mình của Lê Ngọc Tú sau đường truyền hơi sửa ánh mắt từ Vincent. Jason Parson nghĩ rằng anh bị phạm lỗi. Jason Parson đã phải đối đầu với những cầu thủ dày cơm nhất VBA, một trong những cầu thủ dày cơm nhất VBA, đó là Tim Will. Stafford, Eurostep, thả rổ của Stafford, bóng trong tay của Chí Anh, và đây là lợi thế về người cho đội bóng chủ nhà. Được phá đến từ Chí Anh, Gibbs quá khỏe, khó ngược lại của Chí Anh. Nhưng tình huống truyền cắt ngang sang rất khó hiểu của Hoàng Tú dành cho những người đồng đội. Hai cầu thủ của Sài Gòn Heat trong tình huống đó đã thực sự bị sở lưng, đó là Tim Wales cũng như là Stafford. Cùng xem lại tình huống này. Tình huống truyền cắt ngang đó, Tim Wales thậm chí còn đã va chạm với cả Vincent. Vincent còn
có thể tiếp tục thi đấu hay không, và anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Với 4,2 giây là khoảng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai. Bóng đương nhiên sẽ ở trong tay một cầu thủ có khả năng tạo ra được biến số, đó là Richard Thomas. Có yểm trợ, Thomas bị trượt chân. Có lỗi nhưng không có điểm dành cho Dyson Parsons. Một ngày quá nguội tay của ngoại binh Hồ Chí Minh City Wing. Hồ Chí Minh City Wing thậm chí có thể có nhiều điểm hơn nếu như Dyson Parsons không bỏ lỡ tới tận 12 cơ hội mà anh có được trong trận đấu ngày hôm nay. Ở trong số 12 lần trượt đó thì có 11 lần Dyson Parsons trượt ở cự ly 2 điểm. Sẽ có ném phạt cho Dyson Parsons. Ít nhất Dyson Parsons vẫn có thể thu ngắn khoảng cách được ở trên cự ly ném phạt. Khoảng cách là 7 điểm. Hồ Chí Minh City Wing chính xác hơn khoảng cách là 5 điểm. Và Hồ Chí Minh City Wing sẽ cần phải đuổi khi đến với hiệp thi đấu thứ 3. Ngày hơi đáng buồn cho Dyson Parsons, và có lẽ huấn luyện viên Eric Olsen cần phải đốc thúc lại tinh thần người học trò, giúp cho người học trò có thể tìm lại được trận đấu ở nửa sau. Morty, give me a beat. Oh man, okay, all right.
Okay. Ngoại hát bài cầu cao ở dí dầu lớn lên tí thì biết tới rap nghe nhạc ngoại học cách đi flow trên TV người ta họ phát cũng muốn diện muốn rap đi show cuộc hành trình như là canh bác nên ta bắt đầu tập lắc xí ngầu cứ thế từng bước đi dù không ai cho phép người ta nói những kẻ dễ thích nghi thì nó mới khó chết một thằng nhóc tới SG chẳng gì ngoài niềm tin mạnh liệt nó không có tiền mà cũng chẳng có việc cứ cắm đầu viết ngày lại qua ngày nhưng mà đầy nhiệt yeah I gotta go 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 I gotta go 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 I gotta go 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 I gotta go 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 I gotta chàng phá tay thật lớn cho City Angel nào.
số đến từ cả hai đội bóng, và Saigon Heat đương nhiên rồi, với lợi thế về điểm số thì họ cũng đang chứng minh rằng là họ tấn công tốt hơn, và đó tấn công của họ đó cũng thể hiện qua tỷ lệ 100 ghi điểm 43-37 của Hồ Chí Minh City Wings. Nhưng Hồ Chí Minh City Wings họ lại có một lối chơi phân khối bóng hiệu quả hơn, với 10 kiến tạo sở 7 của Saigon Heat. Cũng như Saigon Heat họ có một lối chơi đánh ISO tạo ra được áp lực từ những cá nhân tốt hơn, trong đó kể tới Madarius Gibbs cũng như là Stafford, là một cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings rất quan trọng, đó là Dyson Parsons. Thì lại có một ngày thi đấu tính tới thời điểm hiện tại là chưa hiệu quả, với chỉ có 4 điểm và 1/13 tình huống tấn công mà thôi. Bên phía Saigon Heat họ cũng rebound tốt hơn, với chênh lệch là 33 so với Hồ Chí Minh City Wings bóng chủ nhà. Và hai đội bóng chứng minh được vì sao họ hai đội bóng đứng đầu tại VBA với một tốc độ chơi rất nhanh, và chơi nhanh như vậy nhưng lại không để mất bóng quá nhiều, thì cả hai đội bóng chỉ mất 4 turnover ở trong hai hiệp đấu đầu tiên. Đây chúng ta đang nhìn thấy được những thông số đến từ cả hai cầu thủ xuất sắc nhất đến từ cả hai đội. Bên phía của Saigon Heat đó là Madarius Gibbs với 15 điểm, trong khi bên phía của Hồ Chí Minh City Wings đó là Richard Thomas với 8 điểm, 50% tỷ lệ ghi điểm. Và Gibbs tạo ra được nhiều cách chơi hơn, với thân trên to lớn và cũng như là một tốc độ rất khó để có thể theo kèm. Còn Thomas một phần nào đó cũng bị ảnh hưởng khi mà các cầu thủ của Saigon Heat họ thường bo vào co cụm rất nhiều. Và xin được nhắc lại rằng các cầu thủ Saigon Heat thậm chí họ đang không có những đội hình mạnh nhất của họ, những con người tốt nhất, nhưng mà Võng Kim Bằng cũng như Phúc Vinh đang phục vụ nhiệm vụ quốc gia tại Malaysia. Hãy cùng chờ xem hai hiệp đấu sau thì cầu thủ của cả hai đội sẽ làm gì, cũng như đội bóng nào có chiến thắng trong ngày hôm nay họ sẽ vào tới vòng playoff và chiếm được vị trí đầu trên bảng xếp hạng. Nếu Saigon Heat hiện giờ họ đang đứng đầu trên bảng xếp hạng thì họ sẽ củng cố thêm được vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này. Nếu như Hồ Chí Minh City Wings họ có chiến thắng thì họ sẽ vượt qua Saigon Heat và vươn lên dẫn đầu.
sẽ đến với hiệp thứ 3 trận đấu giữa Sài Gòn Heat và Hồ Chí Minh City Wings. Hiện giờ đội bóng chủ nhà đang thua với tỷ số 5 điểm, cần phải đuổi điểm. Và đây là tình huống tấn công dành cho Hồ Chí Minh City Wings, có những sự lập bập. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings họ đã bỏ lỡ một cơ hội để thu ngắn khoảng cách tiếp theo. Ném của Nathan Parsons, và đây chính là những thứ mà huấn luyện viên Eric Olsen muốn nhìn thấy đến từ Nathan Parsons, một cầu thủ tự tin, cũng như là tình huống cắt bóng khá hay của Văn Trung. Team Wales rất khỏe, có lẽ đã làm tình huống phạm lỗi đến từ Marco Chí Anh hoặc là Richard Thomas, và đó là lỗi của Marco Chí Anh. Hai pha ném phạt ngay sau đây cho Team Wales. Nhưng trước đó cũng phải nói rằng là Nathan Parsons đã có một tình huống cố gắng chạy với ra để cắt bóng, tạo ra được cơ hội cho Team Wales tấn công dễ hơn. Hai cú ném phạt đều tốt của Team Wales. Chan Thomas có thể truyền cho Nathan Parsons. Các cầu thủ của Sài Gòn Heat họ bù trừ nhau rất hiệu quả. Thì biết rằng rất nhiều những cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings có thể hướng đột phá vào. Nguyễn Tâu Trung có điểm tiếp theo dành cho Văn Trung. Trần Văn Trung áp lực đủ tốt ở phòng ngự cũng như là tấn công đủ hay trong những tình huống vừa rồi, nhưng cú ném 3 điểm của Team Wales trước đó ở hiệp thi đấu đầu tiên thì Team Wales cũng đã thành công trong một cú ném 3 điểm. Cẩn thận trong cách chạy của Vincent Nguyễn, vì Vincent Nguyễn có thể nhận được những đường bóng ở tình huống chuyền cực nhanh của các đồng đội, có thể ghi điểm trong sự ngạc nhiên của Sài Gòn Heat. Nhưng vừa rồi bóng ném chưa tốt của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Gibbs cũng chuyền sang cánh Dư Minh An, ném khá nhanh đến từ Dư Minh An, trọng tài đã cất tiếng còi. Có lẽ không phải ở trong tình huống của Dư Minh An cũng như là Nathan Parsons, đó là lỗi của Trần Văn Trung. Trần Văn Trung của Team Wales. Chuyền vào Stafford, lợi thế về thể hình mà của Chí Anh rất cố gắng, và chính bản thân Chí Anh cũng đã phòng ngự được. Nhưng Stafford đang có dấu hiệu đau. Nathan Parsons lên rổ rất nhanh, và Nathan Parsons dường như đã tìm lại được sự tự tin vốn có. Hai lỗi liên tiếp của Trần Văn Trung. Và điểm số hiện giờ thu ngắn xuống chỉ còn là một điểm mà thôi. Hồ Chí Minh City Wings bứt tốc rất hiệu quả thi đấu thứ ba này. Dư Minh An, Team Wales xoay người rất hay của Team Wales, dường như Team Wales gắn compa vào người vậy, vẫn còn bóng cho Sài Gòn Heat. Jack Thomas rất cố gắng, tình huống chuyền tuyệt vời nhưng trọng tài xác định là lỗi kỹ thuật. Tại vừa xác định một lỗi kỹ thuật, không biết rằng ông Dominic Puma đã quan sát được điều gì. Cùng xem lại tình huống này. Và có lẽ ông Dominic Puma nghĩ rằng Nathan Parsons đã có động tác fluff. Nhưng Nathan Parsons có lẽ trong tình huống đó chỉ muốn câu lỗ tấn công mà thôi. Vừa tìm lại được cảm giác sự tự tin thì Nathan Parsons nhận một lỗi kỹ thuật, và điều này một phần nào đó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của chính cầu thủ này cũng như là toàn đội Hồ Chí Minh City Wings, cũng như điểm số đã được công nhận dành cho Sài Gòn Heat trong tình huống lên rổ. Có thêm một điểm nữa ở trên vạch ném phạt bằng khoảng cách
là con số 4 cho đội bóng làm khách. Tốc độ rất nhanh của Richard Thomas ném 3 điểm của Văn Trung. Chuyền quá mạnh. Ở trong đó có khả năng quan sát, ở trong đó có độ chính xác đến từ Gibbs và cũng như là cơ thể quá khỏe. Đường chuyền của Gibbs tốc độ quá nhanh khiến cho Phú Vinh không thể bắt được. Nhưng nếu như không chuyền nhanh như vậy thì sẽ không thể vượt qua được những tay phòng ngự của Hồ Chí Minh City Wing. Và vừa rồi tình huống block của Team Wales. Tiếp tục là những tình huống đảo bóng của Gibbs. Eurostep vượt qua rất dễ dàng. Và thậm chí Richard Thomas còn tặng thêm cho Gibbs một lời động viên. Jason Parsons rất khỏe nhưng tình huống phòng ngự đã bị thổi còi đến từ Stafford. Sẽ có hai pha ném phạt cho Dyson Parsons. Hai cầu thủ có kinh nghiệm đó là Huỳnh Hải cũng như là Lê Ngọc Tú đã vào sân. Lê Ngọc Tú hiện giờ cũng đã có 5 điểm cho đội bóng của mình. Tuy nhiên những điểm số của Lê Ngọc Tú đều chính xác là 7 điểm. Điểm số của Lê Ngọc Tú đều đến từ hiệp thi đấu đầu tiên. Hôm nay hai cầu thủ có thiên hướng tấn công tốt nhất của Hồ Chí Minh City Wing là Richard Thomas cũng như là Dyson Parsons chưa thể hiện được quá nhiều, và đặc biệt là hai tình huống ném phạt đều trượt của Dyson Parsons. Richard Thomas với trung bình 27 điểm thì hiện giờ anh cũng mới chỉ có 8 điểm. Và Dyson Parsons với trung bình 23 điểm thì anh hiện giờ mới chỉ có 10 điểm. Nhưng phải nói rằng Dyson Parsons ngày hôm nay là một thi đấu nguội lạnh. Huỳnh Hải đột phá, cú lên rổ khá khó từ Huỳnh Hải. Pha bóng đó Huỳnh Hải đã chủ động lên rổ cao để tăng cơ hội vào rổ. Phú Vinh có thể xoay người, tình huống chuyền rất khéo và mang theo lợi thế cao 2m của Phú Vinh dành cho Dư Minh An. Jason Parsons. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing họ chưa tìm ra được một cách đánh nào hiệu quả trong tình huống vừa qua. Thả rổ của Vincent Nguyễn nhưng Jason Parsons ở đó và thả rổ thành công dành cho Jason Parsons. Gibbs đã cầm bóng, đã vượt qua được hai người. Floater ngược lại, rõ ràng để có thể theo kèm được Madarius Gibbs thì cần phải nhiều hơn một cầu thủ. Chuyển ra đi Sanh Nguyễn với cú ném 3 điểm. Cú ném 3 điểm dường như đã bị block. Đến rổ của Dư Minh An. Tình huống đó trọng tài xác định là tình huống phạm lỗi. Madarius Gibbs đã có 18 điểm. Và chúng ta cũng vừa nhìn thấy phản lỗi. Anh sẽ muốn dành cho Dư Minh An. Dù phòng đó thì Dư Minh An đã gạt trái bóng được ra. Không nhìn thấy các trọng tài xác định là Dư Minh An sẽ có hai pha đánh phạt. Các cổ động viên và thi đấu Hồ Xuân Hương phần nào đó chưa đủ để khiến cho Dư Minh An bị ảnh hưởng. Sẽ là cú ném phạt thứ hai để cho cầu thủ này.
để đưa được khoảng cách lên tới 10 điểm hay không. Khoảng cách tới 10 điểm cho đội bóng là khách Sài Gòn Heat. Thì mới thấy được Sài Gòn Heat có một đội hình đồng đều tới như thế nào. Đã qua được rất nhanh đến từ Richard Thomas và tình huống giữ người trên không. Đặc sản của cầu thủ này. Khóa chân. Nguyễn Đình Phú Vinh đang muốn xin bóng nhưng anh quyết định ra yểm trợ. Nguyễn Đình Phú Vinh có thể lên rổ. Quả bóng tiếp tục dành cho Sài Gòn Heat. Alioub, đường Alioub quá nhanh, quá nhanh, quá mạnh và tiếp tục có bóng dành cho Sài Gòn Heat. Người behind the back, Gibbs chưa kiểm soát được trái bóng và bóng đã đập vào người Jason Parsons và đi ra ngoài. Đứng trước đó phải nói tới tình huống Alioub bật quá cao của Stafford. Bao nhiêu highlight là đủ đây. Ở đây là không đủ đối với một cầu thủ thích bay như là Stafford. Tình huống chuyền cắt tuyệt vời của Phú Vinh dành cho Marius Gibbs. Và điểm số thứ 22 của Gibbs trong trận đấu ngày hôm nay. Dường như các cầu thủ Sài Gòn Heat họ có một đà chạy khiến cho Hồ Chí Minh City Wing muốn đuổi theo cũng không thể đuổi nổi. Huỳnh vẫn chưa vào sân để có thể phát bóng. Khá xa, khá nhiều. Giờ thi đấu của hiệp thi đấu thứ ba là còn 4 phút. Khó chịu của Jimmy Ngàn cho Chad Thomas. Chuyện tốt. Tiếp tục là tình huống mà Vincent Parsons chưa thể đi vào được tới rổ. Một chút giật mình. Cầu thủ của Jimmy Sivin đã giật mình. Lê Ngọc Tú buộc phải ném trong tình huống đó nhưng Lê Ngọc Tú lại lựa chọn là đột phá. Anh đã không nhận ra được đồng hồ giây. Và khóa chân cũng đã quay trở lại sân. Đào Skip lùi về cho một tình huống ném 3 điểm. Trận đấu ngày hôm nay là trận đấu của Gibbs. Đột phá hai anh ném 3 tốt. Anh còn làm được gì nữa đây trong khi các cầu thủ
chính của Hồ Chí Minh City Wings. Quá khó khăn để có thể tìm tới những cơ hội có thể tấn công và ghi điểm. Vincent Parson bị trượt chân và có dấu hiệu đau. Và lỗi của Hải Đăng. Chỉ có hai pha ném phạt bởi vì Hồ Chí Minh City Wings vẫn đủ nắm đồng đội. Trận thi đấu thứ ba là một trận thi đấu bản lề. Trong khi Hồ Chí Minh City Wings lại cần phải đuổi điểm, họ lại không thể nào tìm tới được những tình huống có điểm tốt. Chúng ta cũng nhìn thấy được Vincent Parson cũng có dấu hiệu đau và anh đã dường như đập phần không xuống. Khoảng cách gần 15 điểm. Eric Olsen sẽ cần phải theo người trong lúc đang khó như thế này. Vincent Parson lại đau. Tiếp tục là những tình huống trao đổi đến từ Stafford và Richard Thomas. Minh Phương đã vào sân để thay thế cho Vincent Parson. Nếu như Sài Gòn Heat thắng trận đấu này thì Sài Gòn Heat sẽ có 7 trận thắng liên tiếp, cân bằng chuỗi thắng dài nhất trong lịch sử câu lạc bộ tại vòng loại năm 2020. Vẫn là như vậy, vẫn là một trận đấu rất mạnh của NBA. Thắng được đội bóng này cần phải làm nhiều hơn. Và thậm chí đây là đội bóng Sài Gòn Heat đang đối đầu với đội bóng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng cùng với thành tích, mà có một khoảng cách xa đến như chúng ta đang nhìn thấy ở trên bảng tỷ số. Thì mình thấy được rằng Sài Gòn Heat thực sự là một ứng cử viên vô địch quá nặng ký. Và bây giờ lại là có điểm dành cho Marvin Smith. Và tới lúc này thì cầu thủ của Sài Gòn Heat đã có 26 điểm. Stafford cũng chuyển ra, Khoa Trần không ai kèm cả. Vẫn lại là tình huống có điểm thành công của Khoa Trần. Dù thi đấu ít phút, dù không ném quá nhiều, nhưng Khoa Trần đã cho thấy được độ chính xác. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà Khoa Trần được ban lãnh đạo của Sài Gòn Heat tin tưởng. Nhưng vừa rồi lại là có điểm thành công dành cho Richard Thomas. Điểm số thứ 12 của cầu thủ này. Lại là một lần nữa Gibbs tấn công vào hàng phòng ngự của Hồ Chí Minh City Wings như chỗ không người. Ai đó cản Gibbs lại được không? Và thủ tốt của Nguyễn Đình Phú Vinh trước cầu thủ mang áo số 23 của Hồ Chí Minh City Wings, đó là Minh Phương. Có Dyson Parson ở khu vực dưới rổ. Sài Gòn Heat cũng đã tấn công vào rổ dễ dàng. Bây giờ còn không có Dyson Parson thì sẽ mở ra một con đường quá lớn. Nhưng đây, cầu thủ mang áo số 13 của Hồ Chí Minh City Wings đã quay trở lại sau khi nhận được chăm sóc của các nhân viên y tế. Tới thời điểm hiện tại thì Gibbs đã có 28 điểm, thậm chí còn lớn hơn tổng số điểm mà Richard Thomas cũng như là Dyson Parson có được trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên, tiếp tục là tình huống ném tốt của Richard Thomas. Richard Thomas không muốn trận đấu này đi quá xa.
và trọng tài xác định cú phạm lỗi, đó là phạm lỗi đánh tay. Cú phạm lỗi đánh tay của cầu thủ mang áo số 0 bên phía của Hồ Chí Minh City Wing. Sẽ có hai pha ném phạt đến cho Gibbs. Cơ hội cho Gibbs có được 32 điểm đang mở ra. Cầu thủ này ghi tới 32 điểm ở trong 28 phút thi đấu sẽ là một sự chứng minh rằng khả năng của Gibbs dường như rất khó để có thể cản. Anh đột phá hay anh tấn công tốt, nhưng tiếp tục lại là những tình huống có điểm thành công của Richard Thomas. Rostep, Phú Vinh, có end one dành cho Phú Vinh. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing họ khó khăn bao nhiêu mới có 2 điểm. Và lại là những tình huống có điểm chỉ với góc độ cá nhân là Richard Thomas. Và họ lại mất điểm liên tiếp ngược lại, lại đưa các cầu thủ của Sài Gòn Heat lên vạch ném phạt. Và lần này đó là Nguyễn Đình Phú Vinh. Thomas tự tìm một cách ghi điểm bằng cách chờ huấn luyện viên Eric Olsen có thể vin vào. Gibson biết rằng bản thân anh đã phạm một lỗi vô thưởng vô phạt và anh cười một nụ cười rất tươi. Thomas sân ba sân được ném ba điểm, xoay người mà cô Chí Anh lại không tấn công, lại truyền ra cho Richard Thomas. Richard Thomas đã ném trượt, tiếp tục vẫn có bóng, cắt bóng ngược lại của Gibbs, cú lên rổ Chí Anh. Chí Anh không thể nào đưa tỷ số lên thành con số 60 cho Hồ Chí Minh City Wing. Tấn công cuối cùng và bóng lại trong tay của Marius Gibbs. Kết thúc hiệp thi đấu thứ 3 với tỷ số 75-38, khoảng cách là 17 điểm trong hiệp thi đấu thứ 3. Sài Gòn Heat bứt tốc khiến cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing cảm thấy choáng váng đôi phần. Và trong cả hiệp thi đấu thứ 3, các cầu thủ Sài Gòn Heat ghi tới 31 điểm. Và điểm số thứ 31 cũng là điểm số mà Gibbs đã ghi được trong toàn bộ trận đấu tính tới thời điểm hiện tại. Phải cùng chờ đợi để chuẩn bị đến với hiệp thi đấu thứ 3. Chính xác là hiệp thi đấu thứ 4, thưa quý vị và các bạn.
ở VBA năm nay đã có những trận đấu các đội bóng thắng ngược lại dù bị dẫn ở một khoảng cách xa, giống như là Đà Nẵng Dragons. Liệu rằng Hồ Chí Minh Wings họ có cơ hội không? Nhưng vừa rồi tình huống chuyền thực sự là vô thưởng vô phạt và thiếu trách nhiệm của Nixon Parsons cho người đồng đội ở bên cạnh. Chuyển ra Hoàng Tú với con ném 3 điểm. 3 tình huống ném 3 điểm của Hoàng Tú vẫn chưa vào bất kỳ một tình huống nào trong trận đấu ngày hôm nay. Chí Anh tiếp tục là những tình huống mà các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings không bỏ cuộc. Và đây là tình huống có điểm thành công dành cho Minh Phương, không chính xác hơn đó là Văn Trung. Và hội ý của Hồ Chí Minh City Wings, không chính xác hơn là hội ý của Sài Gòn Heat khi huấn luyện viên Matt Van Pelt. Có lẽ ông nhận ra các cầu thủ của mình đã không thực sự tập trung để cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings bắt offensive rebound tới 2 lần liên tiếp, không phải là điều huấn luyện viên Matt Van Pelt muốn. Cùng xem lại tình huống này. Văn Trung thậm chí còn cố gắng pump fake để đánh lừa Stafford. Let's go Sài Gòn, let's go rất to. Các cổ động viên của Sài Gòn còn hít, họ chỉ có một góc thôi. Tại một pha chân, ba điểm gift, đây là ném đầy tự tin. Bóng trong tay của Hoàng Tú bắt rebound được thành công, nhưng chính bản thân Hoàng Tú lại có một đường truyền vội vàng và đập đất đi quá xa so với tầm với của Nguyễn Đình Phú Vinh. Bước của Marco Chí Anh. Marco Chí Anh nghĩ rằng bản thân anh đã làm động tác hop step là đúng. Chẳng phải ông Dominic mà không nghĩ rằng như vậy. Khoảng cách 15 điểm. Đuổi điểm chưa bao giờ là một điều thích trong bóng rổ cả của Hồ Chí Minh City Wings. Lại phải đuổi điểm cách quá xa. Thì thời gian cứ tiếp tục trôi. Tinh quái của Dư Minh An trước cầu thủ số 98 Trần Văn Trung. Vừa đã lừa được hai cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings, Dư Minh An với cú ném 3 điểm. Bóng có những tranh chấp. Đương nhiên rồi, với chiều cao thì Stafford đã thu hồi được trái bóng. 8 giây lần tấn công này. Đường chuyển bóng tốt. Khóa chân được con em 3 điểm. Một cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings đã phạm lỗi. Lỗi của Trần Văn Trung. Lỗi cá nhân lần thứ 4 của cầu thủ này.
Stafford rất khỏe, nhưng Trí Anh trong tình huống phòng ngự đó đã chặn hoàn toàn mọi góc. Đến rồi ngược lại của Parsons và có điểm thành công. Ba điểm. 40.000. Trọng tài mới xác định tình huống phạm lỗi tấn công yểm trợ của Team Wales. Hồ Chí Minh City Wing có lẽ sẽ cần phải bung sức nhiều hơn nữa để thu ngắn lại được khoảng cách. Chúng ta vừa nhìn thấy được City Wing đã có chút di chuyển để anh yểm trợ. Pha Trần vừa rồi có tình huống ra hỗ trợ những người đồng đội và thậm chí muốn lấy lại được trái bóng trong tay của Vincent Parson. Vincent Parson cao hơn, xả cái dài hơn. Thomas, sự vi phạm luật chạy bước của Thomas. Thomas đã nhảy lên và anh lại tiếp đất ngay. Trong tình hình đó anh cần phải chuyền hoặc là giữ một chân ở lại mặt đất. Another skip. Và sẽ được tình huống phạm lỗi của số 0 với Jack Thomas dành cho Madarius Gibbs. Cái này đã làm lỗi kéo. Thấy được rõ ràng rằng Gibbs đang muốn tạo điều kiện cho các đồng đội thay vì là tiếp tục tấn công như vừa rồi. Tình huống lên rổ thấp không quen thuộc mang biệt hiệu của Stafford, và đây tình huống đánh phản công nhanh ngược lại của Vincent Parsons. Các cầu thủ của Chelsea City Wing họ cũng thua 11 điểm nữa mà thôi. Lại là một lỗi nữa và cổ Chí Anh là người phạm lỗi. Trong tình huống đó không có lỗi thì Stafford có lẽ đã bắt quả bóng dễ hơn. Đây có thể là một bài chạy dành cho Team Wales. Stafford hot step vượt qua được hai người. Bóng trong tay của Thomas. Lợi thế về người tiếp tục dành cho Hồ Chí Minh City Wing. Được chuyển ra Vincent Nguyên với cú ném 3 điểm. Cú ném 3 điểm đó thực sự rất cần, nhưng Vincent Nguyên đã ném trượt cùng alley-oop. Và chúng ta sẽ được tình lỗi tấn công. Vincent Nguyên đã câu lỗi tấn công được với Gibbs trong tình huống vừa rồi. Gibbs có tốc độ quá nhanh thì anh không thể kiểm soát được cơ thể. Và Vincent Nguyễn đã chấp nhận hy sinh cơ thể của mình để ngã ra. To của các cầu thủ bên sàn còn hít ở bên góc phải màn hình, chúng ta có thể nhìn thấy và nghe thấy. Những đội bóng sàn còn hít họ thực sự thể hiện được cách chơi đầy tốc độ, đầy bản lĩnh, đặc biệt là Maradona skips. Quá khó để kèm. Và thậm chí Jack Thomas còn đang phải hỗ trợ cho các nhân viên lao sàn.
giọt mồ hôi rơi xuống sàn bật gỗ này thôi sẽ rất dễ gây ra chấn thương cho các cầu thủ. Sạc Quang Hít cũng đã tranh thủ xin hội ý luôn. Đây là bóng phát bóng cho đội bóng chủ nhà của Hồ Chí Minh City Wings với khoảng cách là 11 điểm và 6 phút. Theo lý thuyết thì chắc chắn các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings vẫn còn cơ hội để san bằng tỷ số hoặc cũng như là có chiến thắng ngược. 3 điểm của Richard Thomas và đó chính là cơ nguyên vì sao các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings họ có thể lật ngược lại. Tình huống ném đầy tự tin như thế này. Báo được của team Wales thì cũng bóng đập ra ngoài, tốc độ của Richard Thomas, các cầu thủ Saigonit họ bù trừ cho nhau quá hiệu quả. Wilson Parson khỏe hơn và đó là pha block, một tình huống lùn người của Stafford dành cho Wilson Parson. Cũng phải nói Wilson Parson có một pha block dễ bởi anh cũng đã nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn của team Wales cũng như là Khoa Trần trong pha bóng đó. Ba cầu thủ của Saigon Heat đã bầu lấy đi Dyson Parson. Thì ném fade away của nút của Thomas. Không một cầu thủ nào của Saigon Heat chạy thẳng vào khu vực dưới rổ cả. Phải lựa chọn theo tình huống rim runner. Nhà đá back quá hay của Gibbs. Stafford góc lên rổ không còn nữa, buộc phải chuyền ra. 4 giây trong đợt tấn công này. Step back của Dương Minh An. Bóng chạm tay của Khoa Trần. Rõ ràng Huỳnh Hải cầu thủ có tuổi rất khó để có thể tranh chấp được rebound với Khoa Trần, một cầu thủ cao hơn và cũng như trẻ hơn. Lên rổ quá đơn giản và nhẹ nhàng của Madarius Gibbs. Thomas có một chút hình bóng Kobe Bryant. Xoay người. Lại là một lần nữa Gibbs biến các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings giống như là những cây nấm tập. Dù có đơn giản không, hãy hỏi Madarius Gibbs. Ném trịch ra ngoài của Trí Anh. Trọng tài đã cất tiếng còi. Đó là tình huống phạm lỗi dưới mặt đất của các cầu thủ Saigon Heat dành cho Richard Thomas. Lỗi của Khoa Trần. Lỗi đánh tay. Hai điểm. Tưởng chừng như sau tình huống ném 3 điểm của Richard Thomas, các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings có thể có cơ hội với tình huống cắt bóng của Khoa Trần.
Wilson Parson ở ngay sau đó cũng không thể nào ghi điểm được. Đã đưa được đối phương lên trên không bởi khóa chân và đó là tình huống thả rổ đơn giản và nhẹ nhàng. Được khoảng cách trở về lại thành con số 14. Đẳng cấp của Sài Gòn Heat được thể hiện rõ chỉ với 3 đến 4 tình huống tấn công vừa rồi. Sát phần thành của các đồng đội đánh chậm lại. Tức là một cơ sở cho các cầu thủ Hit giữ được khoảng cách đủ xa hơn. Ném yếu của Dư Minh An. Ba điểm của Vincent Nguyễn. Đó thì cũng đến 3 điểm thắp lửa tinh thần các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Thời gian chỉ còn là 2 phút 48 giây. Liệu có thể không? Dẫu vậy thì huấn luyện viên Matt Van Pelt cũng đã muốn dứt ngay tinh thần các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Thì vừa nhận ra đội trưởng Hồ Chí Minh City Wing là Vincent Nguyễn có cú ném 3 thành công. Dù hôm nay là một ngày thi đấu không được tốt của Dyson Parsons trên phương diện tấn công ghi điểm với chỉ có 6 trên 21 tình huống tấn công, thì tính ra tỷ lệ phần trăm ghi điểm là chỉ là 28%. Dyson Parsons chuẩn bị có được một triple double với việc anh đã có 15 rebound và 9 kiến tạo cùng với đó là 16 điểm. Một triple double để làm gì nếu như ngày hôm nay Hồ Chí Minh City Wing một trận thua? Và các cầu thủ Sài Gòn Heat cũng không muốn tấn công quá nhanh và liên tục, chỉ có tình huống muốn câu giờ. Trọng tài xác định là phạm luật chạy bước của Dư Minh An. Có lẽ Dư Minh An đã di trụ trong tình huống vừa rồi. Hai phút 33 giây thời gian còn lại, Richard Thomas muốn nhận được điểm trợ để có thể đánh ai sâu. Wilson Parsons là sự cố phạm lỗi. Có hai pha ném phạt cho Wilson Parsons. Lỗi của khoa chân trong tình huống đó. Với những điểm số ở trên vạch ném phạt là điểm số miễn phí như thế này, Wilson Parsons quả tới đây. Ít nhất thương một cách xuống thành con số 9. Là một ngày thi đấu ngộn tay của Dyson Parsons. Đã lên thành phạt 10 lần. Cần 10 điểm. Mà cho thấy được khoa chân là một bản hợp đồng đáng giá của Sài Gòn Heat. Hiện giờ khoa chân đã có tới 15 điểm, hơn 70% tỷ lệ ghi điểm. Khoa chân chỉ ký bản hợp đồng 14 ngày thôi.
đang tỏ ra những đáng giá như thế nào. Một tình huống ném 3 điểm rất tự tin của Gibbs, vấn đề là lợi thế về người. Vincent Nguyễn quá khó khi cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing trước một cầu thủ đó là Stafford, nhưng ở đằng xa đó Văn Trung đã lùi về và có một tình huống ném 3 điểm thành công, khoảng cách chỉ còn là 7 điểm mà thôi. Liệu Hồ Chí Minh City Wing có san bằng được tỷ số? Rất nhanh của Khoa Trần, chúng ta sẽ bị đối phạm lỗi. Một cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wing ở đằng xa kia đã ăn có dấu hiệu đau. Trước đó là một tình huống đột phá mà Richard Thomas không hỗ trợ người đồng đội vì muốn không bỏ lỡ ánh nhìn với Madarius Gibbs. Trần Văn Trung đã phạm đủ 5 lỗi đồng đội, chính xác là 5 lỗi cá nhân, nên Trần Văn Trung sẽ phải bị thay ra ngoài. Và cũng như là Hồ Chí Minh City Wing đã phạm đủ 5 lỗi đồng đội nên Hòa Trần sẽ lên vạch đánh phạt. Lắc mang thương hiệu của Mr. Wiggle. Hai tình huống ném phạt đều thành công. Cũng 75% tỷ lệ ghi điểm như thế này, và cũng như là một tình huống cắt bóng để đảm bảo chiến thắng dành cho Sài Gòn Hit. Các cầu thủ của Sài Gòn Hit chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui khi có thêm một người đồng đội đầy tín nhiệm ở trên hàng ghế dự bị. Tốc độ của Gibbs quá nhanh, quá nguy hiểm. Tốc độ dường như là không thể cản phá Huỳnh Hải với cú ném 3 điểm. Ném 3 điểm muộn màng của Huỳnh Hải. Thời gian không còn nhiều nữa, và cũng như các cầu thủ Sài Gòn Hit, họ đưa bóng cho Madarius Gibbs, người ghi điểm nhiều nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Gibbs trước khi lên vạch ném phạt thì anh đã có 35 điểm, 59% tỷ lệ ghi điểm, chính xác hơn là 37 điểm. Và vừa rồi tình huống trên vạch ném phạt của Gibbs đó là điểm số thứ 38. Cơ hội có 39 điểm của cầu thủ này. Trong tổng số 39 điểm của Gibbs thì anh có được 28 điểm trong những tình huống tấn công ở cự ly 2 điểm. Để chứng tỏ rằng Madarius Gibbs khi đã đột vào Wing, giống như là cây nấm tập mà thôi, chỉ biết nhìn theo, chỉ biết chịu lên rổ. Đây khó khăn với tình huống alley-oop, nhưng Stafford đã bị Dyson Parsons cắt bóng. Wing không bỏ cuộc, lại làm cú ném 3 điểm nữa. Và huấn luyện viên Matt Van Pelt ông muốn tận dụng hội ý cuối cùng, như là cầu thời gian cuối cùng. Những tình huống ném 3 điểm của Hồ Chí Minh City Wing đến từ Huỳnh Hải, đến từ Vincent, nếu như đến được sớm hơn trong quãng đuổi điểm, từ lúc ở quãng phút thứ 6, phút thứ 7 của hiệp thi đấu thứ 4 sẽ là tốt hơn, thay vì chỉ còn chưa đầy một phút như thế này. Huấn luyện viên Matt Van Pelt muốn đảm bảo chiến thắng tới mức mà 9 giây ông vẫn xin hội ý. Sẽ có hit tiếp tục giữ vững đôi đầu bảng của họ. Họ đã có chiến thắng với đội bóng cạnh tranh trực tiếp với vị trí ở trên bảng xếp hạng với khoảng cách 7 điểm. Như thế
này quá khó rồi. Chiến thắng dành cho Sài Gòn Heat với tỷ số 89-82. Hôm nay thi đấu chắc chắn cầu thủ nổi bật nhất đó chính là Madarius Gibbs với 39 điểm. Và ngày hôm nay nói không ngoa thì chính cầu thủ này đã cho toàn bộ Hồ Chí Minh City Wing hít khói với tốc độ quá nhanh của chính bản thân anh. Kết thúc, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những trận đấu lần sau trong mùa giải NBA 2022. Vậy là trận derby rất được chờ đợi giữa Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat đã khép lại với chiến thắng 89-82 dành cho đội bóng ông 30. Vậy là Sài Gòn Heat đã có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, cân bằng chuỗi thắng dài nhất lịch sử câu lạc bộ tại vòng loại BBA, thành tích mà họ lập được vào mùa giải 2020. Và ngay bây giờ thì không để quý vị khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng Tú Văn gặp gỡ cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Madarius Gibbs. Hey, first of all, congratulations. Today you got your team had a really impressive win, and today City Wing fast track is not really work. Is it because your team have been well prepared for this match, especially on defense? Yeah, we've been really prepared like the whole past week. We've been working on clogging the paint so we can stop the imports and make everybody else beat us. Just get back in transition and clog the paint, defense first. And after 7 strike wins, the incredible momentum. Finally, Sài Gòn Heat become the first team go to playoff. So, will your team change the strategy for the rest of the regular season to stay focused on the Final Four? Man, the strategy is keep getting better every day, man. We can't get complacent. We might be the first team in the playoffs, but we're still trying to win so we can get better for the playoffs. And finally, could you say something to the Heat fans? Although it's in the home ground of City Wing, but they are so right today. Say something to them. Heat fans, we love you guys. We go hard. We play hard for you each and every game, man. Keep bringing the energy for us. Thank you again. Congratulations. Thưa quý vị, khi Tú Văn đặt câu hỏi cho Madarius Gibbs rằng là anh cảm thấy như thế nào khi mà có được một trận thắng
trước Hồ Chí Minh City Wings và lối chơi phòng ngự phản công vốn đã làm nên thương hiệu của City Wings ở mùa giải này cho nên không thực sự hiệu quả trong trận đấu này. Liệu rằng có phải là Sài Gòn Heat đã có một sự chuẩn bị thật sự kỹ càng cho trận đấu này, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự hay không? Thì Madarius đã trả lời rằng là đội bóng đã tập trung cũng như là chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Cả đội cũng đã nỗ lực thi đấu mặc dù là sẽ có những tình huống gọi là thể lực không thực sự đảm bảo, nhưng cả đội cũng đã dành hết tất cả sự nỗ lực để tập trung chuẩn bị cho trận đấu này. Và khi Tú Văn hỏi rằng là sau 7 trận thắng liên tiếp, cuối cùng thì Sài Gòn Heat đã trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng play-off, thì liệu rằng họ có thay đổi chiến thuật để giữ sức cũng như là tập trung chừa sức lại cho vòng play-off hay không? Thì anh trả lời rằng là chiến thuật của Sài Gòn Heat là cố gắng để giành chiến thắng trong mỗi trận đấu. Vì thế mà chắc chắn là không có sự gọi là phân giữ sức, mà họ sẽ nỗ lực để làm tốt ở mỗi trận đấu và giành chiến thắng, dù rằng họ đã trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào play-off. Và ở câu hỏi cuối cùng thì Tú Văn mời Madarius Chip dành vài lời để hướng tới cổ động viên của Sài Gòn Heat, những người đã cùng với đội bóng rồi trải qua những cảm xúc thực sự thăng hoa trong trận đấu ngày hôm nay, mặc dù rằng họ đang thi đấu trên sân nhà của Hồ Chí Minh City Wings, nhưng những người hâm mộ của Sài Gòn Heat đã tạo nên một bầu không khí cực kỳ sôi động cũng như là tiếp thêm tinh thần cho đội bóng. Thì anh đã gửi lời cảm ơn đến fan của ông 30 và chính họ đã tạo nên động lực để đội bóng giành chiến thắng. Rất cảm ơn những người hâm mộ của Sài Gòn Heat. Thưa quý vị, trong trận đấu tiếp theo thì Hồ Chí Minh City Wings sẽ tiếp đón Cần Thơ Catfish, trong khi đó Sài Gòn Heat sẽ làm khách trên sân của Nha Trang Dolphins. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi các trận đấu của VBA trên sóng HTV. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.